không má nào chịu thua má nào, lời đồn về vị trí đặt tay giúp đăng quang hoa hậu. Riêng Thủy Tiên, một mình chấp hết. Câu chuyện về những cuộc thi hoa hậu có lẽ không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Nhưng có một chi tiết ít ai để ý, đó chính là lời đồn về vị trí đặt tay lúc đăng quang. Không biết xuất phát từ đâu, có quan niệm cho rằng trong đêm chung kết hoa hậu, khi chỉ còn top 2 cô gái cuối cùng nắm tay nhau để nghe kết quả, thì tay của ai đặt bên trên, người đó sẽ là người giành vương miện. Chính bởi vậy mà đã không ít lần chúng ta chứng kiến những màn cạnh tranh đến tận giây phút cuối cùng của các người đẹp. Dẫu biết là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhưng chưa ai kiểm chứng được độ xác thực của quan niệm trên. Điển hình như Thủy Tiên trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 diễn ra tại Thái Lan. Cô và người đẹp Ecuador là hai người đẹp nằm trong top 2 cuối cùng. Dù đôi tay của Thủy Tiên đặt ở bên dưới, nâng đỡ đôi tay của đối thủ bên trên, nhưng khoảnh khắc tên người chiến thắng được dương lên, Thủy Tiên vẫn là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Grand Vietnam! Congratulations! Suy cho cùng, danh hiệu chỉ đạt được khi chúng ta thực sự có tài năng và thực sự xứng đáng. Đúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.